Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình sẽ chơi 12 tựa game tổng hợp. Tiếp mình sẽ chơi game Stick War New 2020. Các bạn hãy cùng đón xem. Vâng, hiện tại mình đang ở level thứ 2 rồi. Vâng, mình đã có 3700 vàng. Mình sẽ nâng cấp lên thêm tốc độ chạy và đựng được nhiều hơn. Đầu tiên mình sẽ xin quân đào vàng. Xin thêm quân đào vàng để có thể gia tăng lượng vàng nhanh chóng và có thể xin được nhiều quân hơn. Vâng, vậy là chúng ta chỉ cần 3 lính đào vàng thôi. Đấy là cái gì đã chém nhau rồi. Vâng, đây là một quân địch đã nằm xuống. Bây giờ tiếp tục 2 người rồi. Tỷ số đang là 2-0, 2-1 rồi. 2 mạng, 3 mạng. Vâng, quân địch đã rút lui. Chúng ta sẽ truy đuổi đến cùng. Vâng, vậy là đã kết liễu được một kẻ địch cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ tích quân cho đông đông một tí và sẽ tấn công. Vâng, có lẽ là đã đủ rồi, tấn công. Vâng, quân địch đã có 4 binh lính. Nhưng mà số lượng của chúng ta đang áp đảo gấp đôi. Một quân địch đã nằm xuống. Chúng ta sẽ chia ra để đi tiêu diệt những quân lính nào vàng để không có thể sinh sản thêm. Nhưng không cho triệu hồi thêm. Vâng, giết hết quân đào vàng, chúng ta sẽ quay ra đập tượng địch nào. Vâng, quân địch đang liên tục từ trong thành chạy ra để thủ tượng. Có lẽ không thành công. Nó sắp phá được thành công rồi. Cố lên anh em ơi. Một chém nữa. Tất cả chúng ta đã kết thúc được tượng địch rồi. Bây giờ sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ chơi tựa game Mr. Poe. Cũng một dạng tựa game Stick. Loát khá là lâu, không hiểu tại sao, sao lại lâu thế nhỉ? Chúng ta sẽ phải vào lại xem sao. Ok, ta sẽ tiếp tục chơi phần chiến dịch thi đấu. Úi giời, tí nữa thì headshot luôn. Vâng, headshot luôn. Vâng, một cung thủ của Sparta. What, bắn headshot rồi mà không mất máu. Vừa lên là bắn trúng cái mũ hay sao? Headshot. Vâng, wow, bắn bay cả mũ luôn. Ý ra, vâng, cái mũ là cứu mạng cho chính thằng tướng nha.
Vâng, bàn tiếp theo. Wow, chúng ta lại phải bắn hai phát điểm. Chết rồi, chúng một tên rồi, chúng ta chỉ trụ được hai phát bắn rồi. Nếu mà còn bị thêm một phát bắn nữa thì cũng sẽ ra đi. Wow. Charge. Vâng, lại xuất hiện tướng rồi. Wow. Anh em kết thúc nào. Oh no. Vâng, vậy là mình đã dừng lại ở level 8. Hôm sau mình sẽ chơi lại. Headshot. Mình sẽ cố gắng căn headshot luôn. Wow. Ây da, chưa rồi, vẫn lại bị trúng một phát bắn rồi, rất nguy hiểm. Chúng ta phải tấn công nhanh. Vâng, tướng địch lại xuất hiện rồi. Nên, bắn 2-3 tên một lúc cũng được. Wow, nên. Vâng, bắn trúng người nên là lượng máu xuống rất là chậm. Wow, vâng, kết thúc bằng quả headshot. Và kết thúc được tướng địch rồi. Chúng ta hãy chuyển sang tựa game Stick World Legacy. Phiên bản cũ. Bản cổ điển. Vâng, chúng ta lại chơi phần chiến dịch cổ điển. Bây giờ chúng ta sẽ khai phá chướng ngại vật thứ hai. Bắt đầu. Vâng, bộ lạc man, bộ tộc man dợ. Tiếp tục là xin những binh lính đào vàng. Không thể, rất là quan trọng, không thể thiếu. Nếu mà không có quân lính đạo vàng thì không thể nào mà chiêu binh mãi mã được thêm những binh lính khác. Rất là quan trọng. Vâng, ta sẽ xin thêm những cung thủ ra. Vâng, rút lui vào trong. Rồi sao mà quân địch đã... chưa gì đã có những kiếm sĩ chạy thẳng mạch sang đây để tấn công rồi. Rất là nguy hiểm. Vâng. Chạy đi đâu? Chúng ta là những kiếm sĩ... chúng ta là những kiếm sĩ băng giá nên là có hiệu ứng làm chậm. Nếu mà bị chém một phát thì không tài nào mà chạy được luôn. Vâng, tiếp tục xin những binh lính đào vàng, những kiếm sĩ. Vâng, vậy là chúng ta đã xin được tổng cộng là 12 kiếm sĩ rồi. Giờ được vàng mình sẽ triệu hồi thêm một binh tướng khổng lồ xuất trận nào. Ok, vậy là đã có một tướng đỡ đòn khổng lồ. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công toàn lực. Tấn công. Đây là bên lực lượng của binh quân địch cũng có vẻ khá đông đấy, nhưng mà chúng ta đang áp đảo. Vâng, cảnh báo kẻ thù đã có gọi tiếp viện. Anh em nhanh lên, quân tiếp viện của địch đang tới. Ấy, rút lui. Nhưng mà có vẻ quân tiếp viện cũng không được hùng hậu cho lắm. Nó sẽ quay trở lại tiêu diệt. Giết hết không chừa một ai. À, giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Không thì chúng sẽ quay lại báo thù đấy. Kết thúc nào. Vâng. Vậy là mình đã kết thúc được trận đấu này rồi. Chiến thắng lên cho bộ lạc người chơi. Vâng, tiếp theo là tự game PVZ Plan and Zombie. Ok, chúng ta sẽ chơi phần chúng ta sẽ chơi đập lọ. Dành như này. Ôi da, chết rồi. Chưa gì nhanh tay quá. Này thì này này. Vâng, tiếp tục là những khẩu súng làm chậm. Vâng. Một con zombie, hai con zombie đã xuất hiện rồi. Wow, nhanh lên, không biết để dồn về một chỗ thế này. Không biết có thể chống chịu được không. Wow, vậy là đã bị quả bí kia bẹp bẹp rồi. Có lẽ là chúng ta đã có một chiến thắng khá là đơn giản. Cúp rồi. Tiếp theo thử chơi lăn đá. Vâng, chúng ta đã có 3.000. Xin những quân lính ra. Nhưng mà nó loát cũng khá là chậm. Chỉ gần 2.000 nữa thôi. Vâng, lượng zombie này vẫn có thể là cầm cự được. Wow, chúng ta chỉ còn 1.000 hoa mặt trời thôi. Không biết có đủ cầm cự được đến hết cái bàn này không. Ta sẽ trồng thêm những cái bẫy ra. Wow, những viên đạn cầu lửa nhìn khá là đẹp mắt. Chưa rồi. Có một thằng định vượt rào qua những viên đá kia. Chạy vượt rào. Vâng, chưa kịp vượt rào thì nó đã rụng đầu rồi. Rất nhiều vận động viên nhảy sào đang tấn công ngôi nhà của chúng ta. Vâng, có vẻ như đã bị tiêu diệt gần hết. Vâng, những con zombie cuối cùng.
là chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Rất nhiều hoa. Vẫn chưa thể kết thúc được. Chúng sẽ có những đợt tấn công tiếp theo hay sao vậy? Nhưng mà chúng ta sẽ dành vào những buổi tiếp theo. Bây giờ mình sẽ chơi game Ice Cream Bar. Ok, let's go. Vâng, giới thiệu với các bạn, đây là ngôi nhà của mình. Đây là căn phòng riêng tư của mình. Và đây vẫn là khẩu súng quen thuộc. Chúng ta sẽ đi thăm ngôi nhà của mình nhé. Vâng, đây là chúng ta cầu thang đi xuống bếp. Đây, đây có một chiếc chìa khóa cửa nhà mình đây. Vâng, đây là chiếc tủ lạnh. Không cần đâu. Vâng, bây giờ mình sẽ lấy chiếc chìa khóa và đi ra ngoài. Ok. Đây, đây là ông lão bán kem vừa rồi đã bắt đi anh bạn hàng xóm nhà mình. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm cách giải cứu nào. Đầu tiên là khẩu súng cao su, điện thoại mang đi. Vâng, vậy là đã bị phát hiện rồi, nhưng mà với tài năng xạ thủ của mình thì trăm phát trăm trúng luôn. Bị trột mất một pha rồi. Ôi giời, bây giờ mình đã phá được cánh cửa điện đấy à. Lại đây này. Vâng, mình đã nhanh chóng. Vâng, đây là khu vực cắm trại. Mình sẽ tìm kiếm thêm những người bạn của mình đang lẩn trốn quanh đây. Các bạn hãy cùng theo dõi xem là những anh bạn của mình đang trốn ở đâu. À, chết rồi. Hình như chúng ta đã bị phát hiện. Mình sẽ dụ. Ôi à, nó ta đang bò qua những cây gỗ kia. Để chúng ta sẽ đường láo đi và đi tìm kiếm người bạn của mình. Vâng, đây rồi. Bạn của mình đang ngồi lẩn trốn ở trong lùm cây này. Nhưng mà dường như là chưa tin tưởng mình cho lắm. Mình bắt mình trả lời những câu hỏi này. Ây da, hình như không đúng rồi. Ôi chết, đang nghe thấy tiếng bước chân ở đây. Ôi, lão ta đang đến. Lão ta đang đến, ngồi xuống, ngồi xuống. Hình như lão ta đã phát hiện ra một điều gì đó chăng. Bước chân rất là chậm rãi đến đây. Mình đã núp sau hòn đá rồi mà. Cảng đá rồi mà. Không biết lão đã đi chưa. Vâng, vậy là lão đã quay lại chỗ chiếc xe rồi. Bây giờ mình sẽ nhanh chóng giải cứu nào. Câu hỏi đầu tiên là chúng ta sẽ chọn phương án 1. Tiếp theo là chọn phương án 3. Vâng, tiếp theo câu trả lời là phương án thứ 2. Vâng, chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi cuối cùng. Vâng, vậy là bạn mình đã nhận ra mình và đã đi theo mình. Đi thôi, nhanh lên. Kiểu lão ta phát hiện ra thì không có thể trốn thoát được nữa.
Rồi, không biết là ta đang trốn ở đâu. Rất là cẩn thận. Đâu, vậy là mình đã khéo léo. Lên xe. Đâu rồi. Vâng, vậy là mình đã giải cứu được một bạn đầu tiên. Vâng, mình sẽ cứu hai bạn còn lại trong những phần game tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ chơi tự game Zombie The Tsunami. Cây này quên mất là chúng ta sẽ phải ăn 70 các loại trái cây. Ôi da, chứ này mải nhìn siêu nhân khổng lồ mà đã mất đi khá một lượng zombie. Yeah, 3 quả trái cây này. Rồi, tiếp tục thêm một đoàn quân nữa. Vâng, để nó biến thành những ninja. Đây lên nào, yeah. Ninja chém hết những loại hoa quả này như là chém chuối. Quá là mạnh luôn. Một nụ hôn thần chết. Sao lại có những con cò bay trên đầu mình nhỉ? Bây giờ mỗi lần nhảy lại mất đi thêm một người anh em. Ây, cố lên. Ôi tí nữa thì chết luôn. Wow, những tay cơ mô tô. Vâng, mình rất thích những tay cơ này, nhìn trông rất là chất chơi và không thể tài nào mà bị chết được. Đấy, wow, nhảy xuống rồi lại nhảy lên. Mình rất là ngầu. Wow, du nhập càng ngày càng đông, 20 mô tô bay rồi. Đang đi những đang triệu tập đang thu thập được những phượt thủ máu mặt, phịch thủ máu mặt. Hết rồi, khá là đáng tiếc. Một phút chậm chân là đã rơi mất. Chết rồi. Thật là đáng tiếc rồi đó. Chúng ta đã chết rồi. Tiếp theo mình sẽ chơi game Subway Shop. Ok, chúng ta sẽ chạy thoát khỏi bác bảo vệ giao ú nào. Oh no!
không kịp nhảy là mình đã bỏ lại rồi. Giờ mình sẽ tăng tốc lên. Nào, ăn được một cái 500. Ôi giời, tí nữa thì đập mặt vào đi tàu hỏa luôn. Đấy lên nào. Xong rồi là đã hết 500 rồi. Chúng ta đã tìm thêm được một chút cái nữa. Ây, cái gì đây? Lọ gì đây, lọ gì đây? À, lọ chúng ta cần thu thập 11 trên 15 rồi. Chiếc tàu hỏa lao vào mặt một chút cái nữa. Error. Vâng, mình đã thu thập được 3 chữ rồi. Không biết được chạy này có thể thu thập nốt 3 chữ còn lại không. Wow, chưa rồi, tốc độ càng ngày càng cao. Ôi dồi, shit, không kịp rồi. Ok, chúng ta sẽ chơi game High Club. High Club nào. Let's go. Kỷ lục vừa rồi là đang chạy được 1.400 mét. Ôi giời ơi, ghê phanh.